Sledgehammer in the Thigh. Nó là một cái máy dùng để mình tập cơ đùi, mà chủ yếu là cơ đùi phía trong. Thì đây là cái máy tập mà cơ đùi trong mới được tác động 100%, không có một cái cơ nào nó tham gia vào ngoài cái cơ đùi trong. Thì đây là một tác đốt mỡ rất tốt cơ đùi, làm cho cơ đùi của mình săn chắc. Đó là cái lý do là cái bài tập này phụ nữ nên tập nhiều hơn đàn ông. Thì phụ nữ nên tập bài này, tỷ lệ mỡ phụ nữ tương đối cao. Tập bài này thì sẽ mang lại một cái đùi săn chắc và nó rất là đẹp. Bài này là một bài rất là cơ bản, đơn giản, dành cho những người mới bắt đầu, thích hợp luôn cho cả nam và nữ. Thì ở cái bài này thì rất là dễ tập, nhưng mà dễ tập không có nghĩa là nó nhẹ nhàng. Đây cũng là một trong những bài mà cái cơ đùi của mình nó được thử thách rất là lớn. Tại vì trên bình diện chung, cơ đùi trong là một cái cơ nhỏ hơn so với những cơ đùi khác. Nó cho nên khi mình tập cái bài này nó sẽ cảm giác rất là căng và rất là đau nhức. Thì về cái kỹ thuật thì bạn cũng cần phải điều chỉnh cái máy cho nó phù hợp với các thông số của hình thể. Và sau đó thì các bạn có tập đeo vào máy tập rất là đơn giản. Các bạn tập trung bằng thở ra lúc một cái chân bạn khép vào, còn ngoài ra bạn hít vào lúc nào cũng được, không sao cả, hít vào lúc nào cảm thấy thoải mái thôi. Đây là một tác rất là đơn giản, không có gì phải phức tạp hết. Và ở động tác này bạn nên thực hiện một hiệp từ 12 tới 15 lần để cho nó tăng cái khả năng đốt cháy mỡ hơn. Thì các bạn quan sát và sẽ thấy cái vị trí đặt chân, và vị trí đặt chân là cái vị trí điều chỉnh những cái vị trí khác nhau của máy. Thì nếu để tập cơ đùi trong thì các bạn nên để cái chốt ở vị trí số 2, số 1, số 2 từ ngoài đếm vào, số 1 hoặc số 2, tùy cái độ mở của chân bạn nó hẹp hay nó rộng. Như cá nhân Duy thì chỉ để ở ô số 2. Còn nếu mà bạn cảm thấy ô số 2 chưa đã nữa thì bạn chỉnh qua số 1. Và sau khi chỉnh như vậy thì các bạn phải đặt chân vào đúng vị trí. Ở cái bài này nó cũng tương đối rất là nặng, nên các bạn chú ý là chỉnh tạ nó cũng vừa phải thôi, đừng có chỉnh nặng quá, bạn tập không nổi. Đó, bạn phải để chân đúng vị trí này thì bạn tập mới được. Còn nếu không, bạn để chân dưới đất thì không cách nào bạn tập được. Để chân đúng vị trí, điều chỉnh vị trí chốt cho nó hợp lý, rồi ngồi dựa vào tay cầm hai cái bát ở phía dưới. Và tập rất là nhẹ, khi tập cố gắng gồng chặt cái chân vào. Và khi cái chân được khép vào vị trí sâu nhất thì các bạn thở ra. Ngoài ra các bạn nên hít vào vị trí phía ngoài. Thì cái cách thức thở của động tác nó không quan trọng lắm. Miễn thở đúng thôi, còn cái chuyện hít lúc nào cái cơ chế tự nhiên, cơ thể tự của bạn tự nhiên nó hít đúng mà, không việc gì phải lo hết. Nó sau khi tập xong các bạn nhớ là tháo cái chốt ra, bước ra, chứ không cái vị trí máy đang như vậy, cái chân bạn đang mở ra như vậy mà không nào bước ra được. Đó, bạn tháo cái chốt, bạn khép chân vào rồi bạn bước ra từ từ. Thì đây đó là một cái bài tập rất là tốt cho cơ đùi trong. Nếu bạn squat, bạn mở rộng chân để bạn tập cơ đùi trong, thực ra nói vậy thôi, nhưng mà cơ đùi trong của bạn nó cũng không có chịu tác động nhiều bằng cái bài này. Cái bài này là bài ăn hết 100% vào cơ đùi trong, đùi phía trong. Nó và đây là một cái góc khác để cho các bạn nhìn cái động tác nó được tường tận hơn, được rõ ràng. Cái tay bạn nên cầm ở hai cái vị trí này để cho nó tạo ra một cái sự thăng bằng trong cái cơ thể, để mình thực hiện cái động tác cho nó tốt hơn. Bài rất là đơn giản, không có gì phức tạp hết. Thì sau khi tập xong thì các bạn nhớ là chỉnh cái chốt vào phía trong để cho mình thu cái chân vào rồi bước ra nó dễ dàng. Đó là một cái động tác hoàn thiện, phát triển cơ đùi trong, cơ đùi phía trong của cơ thể. Thì buổi chia sẻ video đến đây cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chúc các bạn có một cái đôi chân thật đẹp.